điều khiển một nét đơn sử dụng điều khiển hồng ngoại. Các bạn có thể quan sát mạch khi thực hiện. Khi tôi nhấn nút dấu trừ thì led đơn sẽ sáng, và khi tôi nhấn dấu cộng thì led đơn sẽ tắt. Vậy để lắp ráp và lập trình mạch này cần những cái linh kiện gì và cách lập trình lắp ráp cái mạch như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi video. Xin giới thiệu với các bạn, đây là các cái linh kiện cần thiết cho cái bài học hôm nay. Bo cắm số, bo Arduino Uno, mắt nhận hồng ngoại. Mắt này có mã là VF1838B. Điều khiển hồng ngoại, mã của nó là KMP3. Một led đơn, một điện trở 220 ohm, hai dây cắm. Ngoài ra chúng ta còn có dây USB để kết nối với máy tính khi nạp chương trình. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ráp mạch. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu qua về mắt nhận hồng ngoại VF1838B. Thì cái mắt nhận hồng ngoại này chúng ta thấy là nó sẽ có ba chân. Nếu các bạn nhìn trực diện vào cái mắt nhận hồng ngoại này thì chúng ta sẽ có cái chân số 1 là chân out, tức là chân dữ liệu. Cái chân thứ hai là chân nối mát GND, và chân số 3 là chân VCC. Về mã, cái điều khiển hồng ngoại KMP3, các cái mã của nó như thế nào thì các bạn có thể tìm kiếm bằng cái từ khóa KMP3 IR Remote Controller. Các bạn lên mạng, các bạn search cái từ khóa KMP3 IR Remote Controller thì các bạn sẽ tìm kiếm được một cái trang mà người ta sẽ cung cấp cho các bạn các cái mã tương ứng với mỗi nút nhấn này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp ráp cái mạch để chúng ta có thể điều khiển một cái led sáng tắt bằng điều khiển hồng ngoại, sử dụng cái số 0, số 1, cái nút nhấn số 0, số 1 là để sáng và tắt cái con led. Cái chân số 3 và cái chân ngoài cùng bên phải này chúng ta sẽ nối cái dương nguồn tôi quy định là cái đường màu đỏ. Cái chân số 2 chúng ta sẽ nối với mát và quy định là đường màu xanh phía trên
và cái chân còn lại là chân ao, chúng ta sẽ nối với chân số 2, chân số 2 của bộ Arduino. Bây giờ cái đường 5V của bộ Arduino chúng ta sẽ nối với cái hàm màu đỏ, và cái đường GND, cái chân GND, chân mát nối, chúng ta nối với chân một cái hàm màu xanh, Như vậy chúng ta đã nối xong cái mặt nhật hồng ngoại. Bây giờ chúng ta sẽ lắp ráp tiếp với cái led để đoạn. Chúng ta sử dụng một con led đơn, cái chân dài là chân anode và chân ngắn là chân cathode. Ở chân anode chúng ta sẽ nối lên, nối với một điện trở lên hàng phía bên trên, và từ chân này, từ cái chân điện trở còn lại này, chúng ta sẽ nối với chân số 13, chân số 13 của vi điều khiển và bo Arduino. Chân còn lại, chân cathode của lại của led đơn, chúng ta nối với cái hàng màu xanh này, đây chính là cái đường mát. Như vậy chúng ta đã lắp ráp xong mạch, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kết nối cho máy tính và lập trình. Đầu còn lại chúng ta sẽ cắm với đầu USB của máy tính. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành lập trình cho cái mạch. Trong trường hợp này, máy tính của tôi đang kết nối với bộ Arduino Uno có khổng khung 10 để connect. Như vậy, đã kết nối thành công. Giờ chúng ta sẽ upload chương trình. Quá trình nạp nó thành công, chúng ta có thể kiểm tra kết quả hoạt động của chương trình. Tôi nhấn dấu cộng và dấu trừ. Các bạn ấn dấu trừ thì led sẽ sáng, và ấn dấu cộng thì led sẽ tắt.